A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Chào mừng tất cả các con đến với tiết học tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống với chủ đề mái ấm gia đình. Hãy cho cô biết con thích chơi trò gì cùng với bố mẹ của mình. Hôm nay, cô cho mình cùng nhau vào bài 28, trò chơi của bố, để xem Hường và bố thường chơi trò gì cùng nhau nhé. Con hãy chú ý xem, trong khi chơi, bố đã dạy Hường điều gì? Cô đặt ra mục tiêu cho bài học ngày hôm nay như sau. 1. Đọc đúng các từ khó, biết cách đọc lời thoại của các nhân vật bố và Hường trong bài trò chơi của bố. Hiểu nội dung bài đọc thông qua trò chơi ăn cỗ mà bố và Hường chơi cùng nhau. Bài đọc nói lên tình cảm giữa những người thân trong gia đình dành cho nhau, cách bố dạy Hường những điều cần biết trong nói năng và cư xử với người lớn tuổi. Biết thêm về một trò chơi ở miền Bắc, ăn cỗ, đóng vai chơi đồ hàng. 2. Nghe viết đúng chính tả bài trò chơi của bố, từ đến bữa ăn, đến một nét ngoan. Biết viết địa chỉ nhà, nơi mình ở, theo đúng quy tắc viết hoa. Làm đúng bài tập chính tả phân biệt L, N, ao, ong. 3. Phát triển vốn từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình, từ chỉ tính cách. Biết sử dụng dấu câu, dấu chấm, chấm than và dấu chấm hỏi. 4. Viết được một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của mình với người thân. 5. Tự tìm đọc được một bài thơ hoặc câu chuyện về tình cảm của bố mẹ với các con, chia sẻ với người khác bài thơ câu chuyện đó. 6. Biết nói năng và có cử chỉ lễ phép đối với bố mẹ và người lớn tuổi. Biết trân trọng tình cảm gia đình, thêm yêu bố mẹ và có hành động đơn giản để thể hiện tình cảm với bố mẹ. Bây giờ, cô cho mình cùng nhau bắt đầu bài học thôi nào. Tiết 1, 2, đọc. Bài đọc ngày hôm nay nói về một trò chơi mà hai bố con Hường thường chơi cùng nhau, đó là trò chơi ăn cỗ. Bây giờ các con cùng mở sách giáo khoa ra, lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Khi cô đọc đến đâu, chúng mình dùng tay chỉ vào bài đến đó. Trò chơi của bố. Bố luôn dành cho Hường những điều ngạc nhiên. Lúc rảnh rỗi, hai bố con ngồi chơi với nhau như đôi bạn cùng tuổi. Có lần, hai bố con chơi trò chơi ăn cỗ. Hường đưa cái bát nhựa cho bố. Mời bác chơi. Bố đỡ bằng hai tay hẳn hoi và nói. Xin bác, mời bác chơi. Bác chơi nữa không ạ? Cảm ơn bác, tôi đủ rồi. Hai bố con cùng phá lên cười. Lát sau, hai bố con đổi cho nhau. Bố hỏi. Bác chơi gì ạ? Dạ, xin bác, bát miến ạ. Đây, mời bác. Hường đưa tay ra cầm lấy cái bát nhựa. Bố bảo. Ý, bác phải đỡ bằng hai tay. Tôi đưa cho bác bằng hai tay cơ mà. Năm nay, bố đi công tác xa, đến bữa ăn. Nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm, mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Mẹ nghĩ. Hường không biết rằng, ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nét ngoan. Cô chia bài đọc ra thành 3 phần, tương ứng với 3 đoạn. Đoạn 1. Từ đầu cho đến đủ rồi. Đoạn 2. Tiếp đến cho đến đây. Và đoạn 3 là đoạn còn lại. Sau đây chúng mình hãy luyện đọc lại toàn bài trò chơi của bố cùng bạn bè hoặc người thân nối tiếp theo đoạn nhé. Trong bài có từ ngữ cô muốn giải nghĩa cho chúng mình, đó là từ sơi. Theo các con hiểu từ sơi có nghĩa là gì? Sơi có nghĩa là lời mời lịch sự để ăn uống. Cô cho mình cùng nhau trả lời câu hỏi của bài đọc. Câu 1. Hai bố con Hường chơi trò chơi gì cùng nhau? À, hai bố con Hường chơi trò chơi ăn cỗ cùng nhau đấy. Câu 2.
Khi chơi, hai bố con xưng hô với nhau như thế nào? Khi chơi, hai bố con xưng hô bác với tôi. Câu 3. Nhìn tay Hường đón bát cơm, mẹ nhớ tới điều gì? Nhìn tay Hường đón bát cơm, mẹ lại nhớ tới lúc hai bố con chơi với nhau. Câu 4. Khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nét ngoan nào? A. Biết nấu cơm. B. Có cử chỉ và lời nói lễ phép. C. Chăm làm và biết giúp đỡ bố mẹ. Con hãy chọn đáp án thích hợp nào. À, khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nét ngoan là có cử chỉ và lời nói lễ phép đấy. Đáp án chính xác là đáp án B. Sau đây, các con hãy luyện đọc lại toàn bài nào. Cô cho mình cùng nhau luyện tập theo văn bản đọc. Bài 1. Những câu nói nào sau đây thể hiện thái độ lịch sự? A. Cho tôi xin bát miến. B. Dạ, xin bác bát miến ạ. À. C. Đưa tôi bát miến. Theo con, những câu nói A, B, C, câu nào thể hiện thái độ lịch sự? Hãy cho cô biết vì sao con lại chọn những phương án đó. Những câu nói thể hiện thái độ lịch sự là câu A, cho tôi xin bát miến và câu B, dạ, xin bác bát miến ạ. À. Hai câu này chứa các từ thể hiện sự lịch sự, đó là từ dạ, xin, ạ. Câu có tính lịch sự cao nhất là câu B, dạ, xin bác bát miến ạ. Bài 2, cùng bạn đóng vai nói và đáp lời yêu cầu đề nghị. Mẫu. Bác cho tôi một bát phở gà. Xin lỗi, ở đây không có phở gà. Vậy bác cho tôi xin bát miến. Vâng ạ, bác chờ một chút. Nào, sau đây con hãy đóng vai cùng bạn bè hoặc người thân nói và đáp lời yêu cầu đề nghị nhé. Tiết 3 viết. Trong tiết học này, các con sẽ nghe viết bài chính tả trò chơi của bố từ đến bữa ăn cho đến một nét ngoan. Cô mời các con lắng nghe cô đọc đoạn nghe viết chính tả ngày hôm nay. Trò chơi của bố, đến bữa ăn, nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm. Mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Mẹ nghĩ, Hường không biết rằng ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nét ngoan. Hãy quan sát đoạn viết chính tả và cho cô biết chúng ta cần viết hoa những chữ cái nào. À, chúng mình cần viết hoa chữ cái tên của đoạn chính tả. Chữ cái đầu đoạn, tên riêng và những chữ cái sau dấu chấm. Trong bài chính tả có một số từ ngữ dễ viết sai: tay, nét ngoan, trò chơi. Các con hãy đọc lại những từ này và viết trước những từ này vào vở nháp nhé. Sau đây, chúng mình hãy mở vở ô ly ra, nghe cô đọc và viết bài chính tả nào.
Các con lưu ý, trong khi viết, tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó. Khoảng cách từ mắt đến vở là 25 đến 30 cm. Cột sống luôn ở tư thế thẳng. Hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Ánh sáng phải đủ độ. Khi cô đọc chính tả, mỗi cụm từ cô sẽ đọc 3 lần. Khi cô đọc lần thứ nhất, các con đừng vội viết. Hãy lắng nghe để ghi nhớ cụm từ. Khi cô đọc lần thứ hai, các con hãy biết nắn nót vào vở. Khi cô đọc lần thứ ba, chúng mình hãy dừng bút lại và soát lại những gì mà mình đã viết nhé. Cô trò mình cùng nhau viết chính tả nào. Trò chơi của bố. Trò chơi của bố. Trò chơi của bố. Đến bữa ăn. Đến bữa ăn. Đến bữa ăn phải nhìn hai bàn tay của Hường. Nhìn hai bàn tay của Hường. Nhìn hai bàn tay của Hường. Lễ phép đón bát cơm. Lễ phép đón bát cơm. Lễ phép đón bát cơm phẩy mẹ lại nhớ đến. Mẹ lại nhớ đến. Mẹ lại nhớ đến. Lúc hai bố con chơi với nhau. Lúc hai bố con chơi với nhau. Lúc hai bố con chơi với nhau. Chấm. Mẹ nghĩ. Mẹ nghĩ. Mẹ nghĩ phải. Hường không biết rằng. Hường không biết rằng. Hường không biết rằng. Ngay trong trò chơi ấy. Ngay trong trò chơi ấy. Ngay trong trò chơi ấy phải. Bố đã dạy con. Bố đã dạy con. Bố đã dạy con một nét ngoan. Một nét ngoan. Một nét ngoan. Chấm. Vừa rồi, các con vừa nghe viết đoạn chính tả trong bài trò chơi của bố. Bây giờ các con sẽ lắng nghe cô đọc lại toàn bài một lần và soát lỗi chính tả nhé. Trò chơi của bố. Đến bữa ăn, nhìn hai bàn tay của Hường lễ phép đón bát cơm. Mẹ lại nhớ đến lúc hai bố con chơi với nhau. Mẹ nghĩ, Hường không biết rằng ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nét ngoan. Bài 2, viết vào vở địa chỉ nhà em, mẫu số nhà 25, đường Sông Thao, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Bài tập yêu cầu các con viết vào vở địa chỉ của nhà mình. Nào, bây giờ các con hãy viết vào vở địa chỉ của nhà con. Con lưu ý khi viết địa chỉ, chúng mình cần phải viết hoa tên riêng của thôn hoặc xóm, xã hoặc phường, quận hoặc huyện, tỉnh hoặc thành phố, nơi mà con ở. Con lưu ý cần viết dấu phẩy phân tách từng đơn vị hành chính nhé. Nào, bây giờ các con hãy viết thôi. Sau khi viết xong, con hãy trao đổi bài của mình với bạn bè hoặc người thân. Bài 3, chọn A hoặc B. Bài 3 gồm có hai câu, câu A và câu B. Các con có thể lựa chọn một trong hai câu để làm. Tuy nhiên ở đây, cô sẽ chữa cả câu A và câu B. Câu A.
Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng L hoặc N, gọi tên sự vật trong từng hình. Sau đây, con hãy quan sát hình vẽ. Tìm những tiếng bắt đầu bằng L hoặc N, gọi tên sự vật nhé. Từ đầu tiên, bàn là. Cô có tiếng là chứa từ L. Từ tiếp theo, nón chứa N. Từ cuối cùng, lẵng hoa có tiếng lẵng chứa L. Câu B, con ao hoặc ao thay cho ô vuông. Câu đầu tiên, hàng cau vần ao trước cổng cao vút vần ao. Cây bưởi sau nhà vần ao sai chĩu quả. Các con thân mến, qua tiết nghe viết ngày hôm nay, các con đã được nghe viết một đoạn trong bài trò chơi của bố, được làm bài tập chính tả, viết địa chỉ của mình vào vở. Phân biệt L, N, ao, ao. Cô trò mình cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Tiết 4, luyện từ và câu. Bài 1, những từ nào dưới đây chỉ tình cảm của người thân trong gia đình? Chăm sóc, chăm chỉ, quan tâm, yêu thương, kính trọng, vui chơi. Theo con, trong những từ này, từ nào chỉ tình cảm của người thân trong gia đình? À, những từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình. Đó là chăm sóc, quan tâm, yêu thương và kính trọng đấy. Còn từ chăm chỉ và vui chơi thể hiện tính cách của bản thân. Vui chơi thì thể hiện chỉ hoạt động, nên từ chăm chỉ và vui chơi không thể hiện tình cảm của người thân trong gia đình. Bài 2, tìm từ ngữ bạn nhỏ nói về tính cách của bố mình trong đoạn văn sau. Khi dạy em học, bố rất kiên nhẫn. Khi chơi cùng em, bố rất vui tính. Mỗi khi em mắc lỗi, bố nghiêm khắc dạy bảo, nhưng cũng dễ tha thứ. Hãy tìm cho cô trong đoạn văn sau những từ nói về tính cách của bố. Những từ nói về tính cách của bố đó là kiên nhẫn, vui tính, nghiêm khắc và dễ tha thứ. Bài 3, chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho ô vuông. Sau đây, các con hãy đọc lại toàn bộ bài đặt câu và chọn dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than phù hợp thay vào ô vuông nhé. Cô chào mình cùng nhau chữa bài. Bố: Nam ơi! Chấm than: Con hãy đặt một câu có từ đường nhé. Con: Bố em đang uống cà phê. Chấm: Bố, thế từ đường đâu? Hỏi chấm. Con: Dạ, đường có ở trong cốc cà phê rồi ạ. Chấm. Qua tiết luyện từ và câu vừa rồi, các con đã được phát triển vốn từ chỉ tình cảm của người thân dành cho gia đình. Từ chỉ tính cách,
Biết sử dụng dấu câu, dấu chấm, chấm than và dấu chấm hỏi. Cô cho mình cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Tiết 5, 6, luyện viết đoạn. Bài 1, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Trong nhà, mẹ là người luôn ở bên tôi. Mỗi khi tôi ốm hay mệt, mẹ thức thâu đêm chăm sóc tôi. Mỗi khi gặp bài học khó, mẹ là người động viên, giúp đỡ tôi. Được ai khen, tôi nghĩ ngay đến mẹ. Tôi biết mẹ sẽ rất vui khi tôi làm được việc tốt. Tôi rất yêu mẹ tôi. A. À, trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ai? Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về mẹ. B. Những câu nào thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ? Con hãy đọc lại đoạn văn, tìm những câu thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ nào. Những câu thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ đó là: Được ai khen, tôi nghĩ ngay đến mẹ. Tôi biết mẹ sẽ rất vui khi tôi làm được việc tốt. Tôi rất yêu mẹ tôi. C. Vì sao mẹ được bạn nhỏ yêu quý? A. À, mẹ được bạn nhỏ yêu quý vì bạn nhỏ nhận ra tình cảm của mẹ dành cho mình đấy. Bài 2. Viết 3 đến 4 câu thể hiện tình cảm của em đối với người thân. Bài tập 2 yêu cầu các con viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu thể hiện tình cảm của mình đối với người thân. Chúng mình có thể dựa theo những gợi ý sau. Con muốn kể về ai trong gia đình? Con có tình cảm thế nào với người đó? Vì sao? Trước khi viết bài, các con có thể tham khảo đoạn văn mẫu sau. Bà ngoại là người gắn bó với em nhất. Em được lớn lên từ những câu chuyện của bà. Giọng bà ngọt ngào, ấm áp. Em rất thích được nghe bà kể chuyện. Đó là câu chuyện về cô Tấm, chàng thạch xanh. Những câu chuyện giúp em thêm yêu cuộc sống. Em rất yêu thương bà ngoại của mình. Đoạn văn là thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với bà ngoại của mình. Sau đây, con hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu thể hiện tình cảm của con đối với người thân nhé. Sau khi viết xong, con hãy đọc đoạn văn của mình cho bạn bè hoặc người thân nghe để lắng nghe những góp ý từ họ. Cô cho mình cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Đọc mở rộng. Bài 1. Tìm đọc một bài thơ, câu chuyện về tình cảm gia đình. Bài tập yêu cầu các con tìm đọc một bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm gia đình. Các con có thể tìm, đọc ở trên mạng hoặc qua sách báo. Ví dụ ở đây, cô tìm được bài thơ nói về tình cảm gia đình. Bài thơ Con yêu mẹ của nhà thơ Xuân Quỳnh nói về tình cảm của con dành cho mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu, trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới, con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi, từ phố này đến phố kia, con sẽ gặp ngay được mẹ. Hà Nội còn là rộng quá, các đường như nện răng tơ, nào những phố này phố kia, gặp mẹ làm sao gặp hết. Con yêu mẹ bằng trường học, suốt ngày con ở đấy thôi. Lúc con học, lúc con chơi, là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường. Còn mẹ ở lại một mình, thì mẹ nhớ con lắm đấy. Tính mẹ cứ là hay nhớ, lúc nào cũng muốn bên con. Nếu có cái gì gần hơn, con yêu mẹ bằng cái đó. À mẹ ơi, có con dế luôn trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay, con yêu mẹ bằng con dế. Đây là bài thơ rất là vui, nói về tình cảm của bạn nhỏ dành cho mẹ của mình.
Sau đây các con hãy tìm đọc một bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm dành cho gia đình nhé. Bài 2, chia sẻ với các bạn cảm xúc của con về bài thơ, câu chuyện mà mình vừa tìm được. Ví dụ ở đây, các bạn chia sẻ như sau. Năm ngoái, chúng mình học bài thơ Làm Anh. Chị tớ có tập truyện Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Bài thơ Con yêu mẹ của Xuân Quỳnh hay lắm. Đó là cuốn Con yêu bố chừng nào. Sau đây, con hãy chia sẻ cảm xúc của mình cho bạn bè và người thân cùng nghe về bài thơ và câu chuyện con tìm được nhé. Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, bài 28, Trò chơi của bố, các con đã được cô hướng dẫn luyện đọc và đọc hiểu bài Trò chơi của bố. Các con hiểu được nội dung bài đọc thông qua trò chơi ăn cỗ mà bố và Hường chơi cùng nhau. Bài đọc nói lên tình cảm giữa người thân trong gia đình dành cho nhau, cách bố dạy Hường, những điều cần biết trong nói năng và cư xử với người lớn tuổi. Các con được biết thêm về một trò chơi miền Bắc ăn cỗ, đóng vai chơi đồ hàng. Các con được nghe biết chính tả bài trò chơi làm bố, từ đến bữa ăn, đến một nét ngoan, biết viết địa chỉ nhà, nơi mình ở theo đúng quy tắc viết hoa, làm các bài tập chính tả phân biệt L, N, Ao, Au, phát triển vốn từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình, từ chỉ tính cách, biết sử dụng dấu câu, dấu chấm than và dấu chấm hỏi, biết được một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của mình dành cho người thân, tự tìm được một bài thơ hoặc một câu chuyện nói về tình cảm của bố mẹ với các con, chia sẻ với người khác bài thơ câu chuyện đó. Các con biết nói năng và có cử chỉ lễ phép đối với bố mẹ và người lớn tuổi, biết trân trọng tình cảm gia đình, thêm yêu bố mẹ và có hành động đơn giản thể hiện tình cảm với bố mẹ. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.